là Thọ Minh Bái tuổi thân năm 4 tuổi phúc danh đồng. Dũng nãy con nghe Đức Phật tiếng truyền tiếng trong kinh Địa Tạng Vương nói về những sự không thể thiên nghĩ bọn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm con động qua chân thật một lòng một dạ nay nhớ trước Đại Thánh Địa Tạng. Chính được phúc nguyện này con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai. Nhận con nguyện từ hôm nay trọn cho đến ngày con thành Phật con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương sự tượng nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhãn đến ngày con thành Phật đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiền dần nhiều dép tiếng dụ khuyết cho hết thải tâm cả chúng sanh đồng hết đến ngài hòa quý ngài hào làm cho tâm cả chúng sanh đều được lợi ích lợi. Đại Thánh Địa Tạng con ngưỡng mong ngài sự lòng đại từ đại bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con đời đời kiếm kiếm đều không bao giờ quên mất quên mất nguyện nãy con là còn phụ ngũ sĩ vô trí nghiệp chứng nghiệp chướng sau này ngưỡng mong đại thanh sự lòng từ bị thương cho con cùng hết thảy muôn lùa chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muốn lùa chúng sanh đều được ấm lạc mùa quyệt như ấy trí huyện nở mong mùa nghiệp chướng thay đều tiêu từ máu đoạn được được bổn tâm thanh tịnh sốc xóa rồi đều sẽ mau chứng thật lý thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Cả kẻ con người mắng phần thứ bài khuyên tu hành đạo đúng đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mạnh cùng đứng vẳng vàng bằng đừng thế tốn con xem chúng sinh tâm của diêm phù phú sinh tâm động niệm không chỉ là kẻ phải tội nếu gặp những việc về phóng sự lỡ lần phần nhiều thôi thân tâm tuổi bốn đào có còn hạt thấy đàn biết sự nhạo ăn chẳng lần lại lần thêm lần những bọn người thấy nó như cờ
cũng làm thêm lần cúng. Còn không? Còn mà không đúng thêm lần, không thêm lần kia đột lúng lúng sao những người đó hẹp đột hồn hiểm cái thức đổi vốn dùm đó đổi dùm đổi dùm đó đến cho hèn là đổi dùm hết cả vị hòn thiện tí thức đó có sức rất khỏe mạnh lại nhiều đỡ nhiều đỡ người ai khuyến ghém lòng cho người ấy mạnh chém lấy nếu phi gì đó của bọn lại cái chỗ đất bàn khoảng rồi thời cần phải xét này cánh con đường hiểm sao ai đừng có đi vào đó nữa bệnh tinh thế con nhận chúng sinh quen theo thuốc cấm đào bếp đạo từ này một mãi muốn rồi lần đánh nhiều vô đường đánh khi nhận chúng sinh quen thì thua kém lần hãy sống nửa mõm trong thời có mãi cùng thân quyến vì người đó mà tu đạo phước người lành để chúng tiền đồ cho người đó hoặc té quán lập lẫm quà thắp đèn dầu hoặc chuyển đọc chuyển đồng tống kinh hàng cúng dường thưởng phần cùng mình thưởng của các vị thành trong đêm trong đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bính chi Phật làm cho một chánh một hiểu tháo vào lỗ tai của người chấm mõm chống mạc là ở nơi bồng thúc hai biến cứ theo nghiệp ông của người đó đã gai tàu sai tỉnh đây quả bao thời đón lẽ người đó phải bị đọng vào đóng vào âm đạo xong thờ nhà thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thành đạo cho nên con điều tội ác của người đó phải đèo tiêu trần như sao người đã chết lại có thể tăng 49 ngày vì người ai mà tu tạo nhiều phước lần đời có thể làm cho người trên đó của hạng chống ấm đào được chính đánh của trời hạt chính đóng lùa người hưởng lấy nhiều chữ đấm vui sướng mà cái thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích vì lẽ tránh đó nên ngay còn đối đức đức bằng thế tôn cùng với hàng đời lòng
tôn bổ chúng người quý quý nhân quan quan mà có lời khuyên bảo dẫn chúng sinh trong của Diêm Phụ Điện ngài lòng chúng kẻ thắng thục phải cầm cẩn thận nhớ có giết hại và trở cái tạo nghiệp diễn chẳng lần cùng đồng cần tế lễ quỷ thần cầm cùng mà quái quỷ và sao thể quỷ việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một thái mãi muốn muốn chỉ là ít cho người tránh quả chỉ có để đánh thấy tội duyên của người đó làm cho còn thêm sao nén hơn thôi và giả sử người chết đó em là đời tương lai đời hiện tại vừa rồi đã chứng đèn phần thần quả sẽ sinh vào của trời của người nhưng những bị quỳ lúc lắm trong hoàng thắng thục đây tạo những nghiệp nhắn không lành còn làm cho người chết đau mất lấy ướng lì phải chống đối biệt chậm sinh vào chống lành không chỉ là người chết kia lúc sinh tiền chưa từng làm được cho chút phước lành đều theo ấm nghiệm của họ đã gây tạo mà tự phải bị cho đà đắm vào ấm đảo hoàng thắng tổn ở nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nén thêm cũng quỳ như có người từ thứ cho đến việc lương vật đã có ngày đổ vật của người đó ngon quấn nạn hơn trăm trăm đeo đấy trăm ngóng gặp kẻ nắng cẳng lại với một ít đồ vật nữa vì vậy mà người chứ cho nó còn phải công khổ nén nề thêm bằng đấng Thế Tôn con xem xét những chúng sinh trong của Diêm Phù Đề ở trong giáo huấn của Phật nếu có thể làm việc phước lành cho đến chúng bèn sở lắm giọt nước bèn một hột có một mãi buổi nhỏ đời tất cả chúng sinh đó đều tự mình được lợi ích toàn tưởng giả bệnh hóa khi ngài Địa Tạng nói lời như thế xong trong phút hồi có một vị tướng giả tên là Đại Biệt á
tâm thượng giả tình lao đã chứng quả vô sinh huyền thắng thượng giả đệ hóa độ chúng sinh trong mười phương ông sấm tay cung kính mà thưa ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa đại sĩ trong của nón nhiệm vụ đề có chúng sinh nào sao mạn chúng mà hoàng quyên thuộc phẹt kể lớn người nhỏ về người trên đó mà tu cất công đức cho đến nhà thiên trái cũng mà dường làm những phương lành thợ người trên đó có đèn lợi ích lớn cùng đèn giải thoát mà trên cái toàn người mắt đánh lượt được lời ngài Địa Tạng Bồ con lắm đèn nay ông tưởng giản nay tôi vì tánh ca chúng sinh trong hiện tại này cùng thở vị lại sao nướng nướng hoa thần của đức Phật mà nó được về việc cho này ấn tượng giả những chúng sinh ở hiện tại nay vì lại nhung sanh mạng chung mà nghe đáng danh hiệu của một đức Phật danh hiệu của một Bồ Tát hai danh hiệu của một binh chỉ phần thời không luận là có tội cùng không tội đến đề được giải thoát tòa như có người nhóm cùng nữ nào lúc sinh thuyền thắng tu tạo phước lành mà lại những tội ông sau khi người mọn trong hồn thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lỡ lòng tất cả việc về thành đạo thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đẻn một phần còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện có đó ta tàu đó bởi vì cao tánh đây lấy những người thiện nôm cùng người cùng thiên nữ ở hiện tại hòa vĩ đại nghe lời đưa lời đưa vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành đời để hưởng trọn phần công đức con quỳ giữa vô thường kia không hẹn mà đến thần hồng vỡ vẫn một thở chưa rõ là tội ai cũng trong 49 ngày như ngày như tiếng hạt ở tại cấm tây chợ để hiểm luận về nghiệp qua khi thẩm định trong thời cứ ý theo nghiệp mà thọ lấy quà bao trong lúc mà chưa biết giác qua lầm sau đó thời đó nghìn muốn mà sau khổ ấm là phải bị đọc vào công ấn đạo thần hầu người
trên đó khi chưa được thọ sinh ở trong 49 ngày luôn luôn trong mượn hoàn con ngọc thân quyên tu tạo phước lành để cứu quân cho quá của 49 ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả bao người chẳng đó nếu là kẻ có tội thời trải quá trăm nghìn năm không có ngày nào được thất nghi thua còn nếu là kẻ bổn mãi tội vô giám thời phải đâm vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muốn tìm lại hoài nửa này ấn tượng giả sau khi những chúng sinh gái vòm tội nghiệp như thế mạng chúng hồn con và nhãn thâm quyến có làm trái để giúp thêm phước lành cho người trên đó thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đứng làm nhà cao đem nước dạo là ráo cấm quăng đồ vải đó nơi đất cho đầy cọc thứ đồ em chưa nhận cũng cho phận cùng cũng tan thờ chẳng được em trước nếu như em trái quen hòa cấm được tính sạch kỹ hưởng kỹ lưỡng thời người chánh đó tròn cấm được giải phước nào có né có thể kỹ lưỡng giữa gìn giữ gìn tình tinh sạch đem dâng cúng cho phần cùng cúng tang ngày thời trong bãi phần trong đứng người chánh hưởng được một vị phần nay ông tưởng giả về thế nay những chúng sinh trong của diêm phù sau khi cho mẹ hai người thân quyến thuộc chánh nếu có thể lầm trái cúng dường chi tâm cầu thẳng thời những người như thế kể còn lầm người mất điều đáng lớn to lúc ngày địa tạng nữa lợi ngày tái cúng trời đâu lợi có số nghìn muôn ức mà giáo tha hủy thần của diêm phụ đệ đều khuất tâm bộ đệ vô lượng ông tưởng võ đại biện vui mừng hả vui mừng một đại biện vui mừng một ông tưởng võ đại biện vui mừng vắng lời giải lòng lễ mà núi ro ha 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 闻声摩地娑哈。